Hi everyone, I'm Bella and today I will be releasing the album Bella Vu 16. How do you feel right now before the event of Bella Vu 16 will begin officially? To be honest, I'm feeling kind of shivering right now. I'm a bit like stressful because as today there are gonna be many like my teachers coming to see and to watch. Well, it's kind of pressuring me right now, but I hope that I'm gonna do all right on the stage and wish me luck for that. Can you share more with why the name of this project will be Bella Vu 16? So first of all, this year I'm gonna be turning 16 very soon in December. So by naming it my name with the 16, we also like emphasize that I'm 16 years old and I have my first album. So I hope that you guys are gonna be like treating me a bit better with my age, my real age. Thank you. What is a very special thing about this project you want to share to everybody? Well, in this project and in the Make a Plan MV, you guys are gonna see me in different figures. Like I'm gonna change my style from like a mature style into a teenager style, so hope that you guys can enjoy my new style this time. Did you miss any difficulty on the journey you create this project? Oh, in my opinion, as like anything on the world could cause you like a lot of challenges, but yeah, of course, being a singer, it's absolutely one of the like most difficult things to me so far, because I have to like improve on my techniques so that my teachers are okay with that. Oh, that's a gossip thing. So yeah, but like overall, as I say, like in every journey there are gonna be many challenges that you have to face. The things that you have to do is just to get over the challenge and get over all the circumstances and just shine. I know that your producer is Miss Luthien, right? Do you want to send some message to her? Oh, she's been really strict to me so far, and she's like a mother, like a music mother of mine. So yeah, all I want to say to her is like I love you and thank you for everything you did for me. Okay, today there's so many people come here to support you, and also there's so many people out there support you too. So do you want to send some message to them? All I want to say is like I appreciate everything, like every love that you guys gave to me, and I hope that in the future, as well as like right now and in the future, beyond the future, I hope that you guys still support me and give me as much love as possible. Thank you so much and please support my new album. Okay, thank you so much, and hopefully you will have many, many successful in the future. Thank you. Thank you. Yeah.
thêm một kiểu khác luôn, một kiểu rất là khả thi luôn anh. Hôm nay là ngày 18/10, chúng ta vừa nghe được những giai điệu Happy Birthday. Thì em không biết bữa nay là sinh nhật của ai hết. Nhưng mà không biết còn ngày hôm nay sẽ là sinh nhật của MV Mất Cực Nay. Cuộc gọi album Battle của Cực Máu. Cuộc này cũng rất ý nghĩa, cũng rất là lâu. Và đối với SDAV Mất Cực Nay mình nói chung. Wow, thật là đẹp, thật là đẹp, thật là đẹp. Xem lại MV Make Up Plan của mình cùng với một chặng hành trình phát triển với rất nhiều thành tích và giải thưởng, vậy là cảm thấy như thế nào? Dạ, khi mà được coi lại những cái hình ảnh ngày xưa thì rất là đẹp. Dạ, nhưng mà cô đen dễ thương quá trời. Sao nữa? Dạ, vẫn còn hơi thương. Không biết là tại vì nãy lúc mà con đứng với kia chị có chị có bảo con là ủa sao lúc diễn mấy cái này không được, sao đứng đây không biểu diễn? Ai cũng vậy, ra mắt được một đứa con tinh thần của mình để giới thiệu cho khán giả, cho tất cả quý vị khách quý, ai cũng hồi hộp riêng và hy vọng, luôn hy vọng là sẽ được thành công mà. Thì với MV Make Up Plan, có kỷ niệm nào dễ thương đáng yêu mà khiến con nhớ mãi không? Dạ, thật ra là khi mà quay MV Make Up Plan, một điều mà cảm thấy con gái rất là khác so với lại những cái dự án trước là thật ra cái MV này quay trong nhà không ạ? Ấy là con cũng rất là nhàn nữa, ekip thì chắc hơi cực một tí nhưng mà con thì khá là nhàn, chỉ có quay chơi game, quay ăn, quay ngủ nên là nó nhàn hơn là so với những việc mà con phải chạy nhảy lung tung ngoài kia chút nào. Làm ca sĩ cũng nhàn ha, hoa hậu. Thí dụ thế con làm hoa hậu con phải đi chụp hình rồi bảo vệ môi trường, con phải phơi nắng phơi mưa rồi dầm dầm mình với đại dương nữa. Nhưng mà thật sự là công việc ca sĩ á thì chắc chắn sẽ phải đòi hỏi nhiều sự cống hiến hơn nữa hen. Thì Bella với sự ngây thơ của mình thì chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà thật sự là Bella là một cô gái rất là chịu khó quý vị ạ, rất chịu khó nghe lời tất cả các thầy cô để có thể phát triển hơn và cải thiện chất giọng của mình nữa. Thì với MV Make Up Plan, cái màu sắc âm nhạc này có làm con bị lạ lẫm không? Từ trước giờ chứ nghe con hát nhạc pop nhưng mà bữa nay nghe con hát R&B, được nghe đồng rap nữa. Dạ, cái nó cũng khác so với lại những cái mà con đã hát trước đây. Thì một cái mà con thấy rất là khó là cái cách hát của nó không bị cô la ngoài. Tại vì cô rất là khó, cô cứ bắt con hát. Nhưng mà cái mà con chưa có hát bao giờ, cũng đầu thì hơi chưa có quen, nhưng mà sau này thì nghe lại thấy rất hay luôn. Thì con có nhiều cô lắm, con đang nhắc đến cô nào vậy? Dạ. Nhắc mình họ không khóc, họ khóc, họ không được lưng nè, cô nào, bình thẳng đơn. Cô Lưu Thiên Hương. Dạ, đó chính là sự yêu thương của cô Lưu Thiên Hương cùng với ekip của công ty STAV Entertainment của Lưu Thiên Hương quý vị. Bởi vì với dự án lần này, cả một album, MV, tất cả là một dây chuyền sản xuất khép kín của phần hình ảnh và âm thanh đều từ STAV Entertainment để có thể đầu tư và tạo ra được nhiều chất xáo, nhiều sự đầu tư dành cho Bella Vũ. Và bên cạnh đó là cái cơ duyên nào mà con được gặp cô Lưu Thiên Hương nè. Con nhớ không? Cái dịp nào và năm nào và chương trình nào? Con nhớ là đầu tiên mà con gặp cô Hương là The Voice Kids. À, The Voice Kids. Là cái lúc đó là con, lúc mà casting. Xong rồi con gặp cô Hương là sau đó cái con nhớ. Con nhớ là đầu tiên con gặp thôi nhưng mà con nhớ sao sau này gặp lại luôn. Chắc phải hỏi mẹ quá. Mẹ con sẽ làm hơn như vậy hơn á. Để tại vì mà mẹ tin cô Lưu Thiên Hương thì lựa gắn con cho cô á. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với album Bella Vũ 16. Với album này 8 bài nè. Thì Make Up Plan
lựa chọn là ca khúc được sản xuất MV. Có thể chia sẻ lý do vì sao con chọn hoặc là mẹ chọn hoặc là cô chọn không? Dạ, cái này là quyết định của bên cô Hương. Nhưng mà con thấy cô chọn cũng khá là đúng, tại vì đối với con bài này cũng đầu tiên cũng là con rất thích cô anh luôn. Thì kiểu nó gọi là một cái người ta để nhắc nhở con mà phải kỷ luật, thì con là một người kiểu sống hơi thích cái gì làm đó luyện đó, nên là con có một cái kỷ luật lắm, nên cái bài này cũng rất là có ích cho con, để mà cái gì mà con nghe thì con thấy à thế rồi, không làm gì là không làm. Mình sống phải có kế hoạch của em và có những nguyên tắc riêng mình. Thì với 8 bài hát, chúng ta đọc sơ qua nhé. Đầu tiên là Make Up Plan, bài số 2 là Sống Chậm, bài số 3 Chờ Đêm, bài số 4 Handmade, bài số 5 Bức Họa Rừng Sương, bài số 6 Như Chưa Từng, bài số 7 Mặt Trời Hoa Hồng, bài số 8 Áo Dài. Wow, đây là những ca khúc về những chủ đề như thế nào vậy con? Dạ, mỗi bài con thấy đều mang một cái thông điệp là rất là ý nghĩa cho cuộc sống. Thì ví dụ như là bài Sống Chậm cũng là cái bài con thích nhất cho anh luôn. Thì nó mang một cái ý nghĩa là trong cái thành xã hội hiện nay thì mọi người đang bị cuốn quá nhanh theo cái nhịp của cái cuộc sống này, nên là cái bài này có thể khi mà con nghe cái bài này cũng là một cái lúc mà con đang hơi hoang mang với cái cảm xúc ở trên trường của con đó, nên là nó cũng giúp được con rất là nhiều khi mà con nghe bài này thôi. À thôi kệ đi, mình bỏ hết rồi, lên mình suy nghĩ mình chậm lại cũng được. Và như bài Chợ Đêm, bài Bức Họa Rừng Sương, bài Áo Dài thì đều nói là những cái nét văn hóa của người Việt Nam và nói chung là cảnh sắc của Việt Nam. Rất là phù hợp cho những chương trình mà mình giao lưu với bạn bè quốc tế. Còn bên cạnh đó là Handmade là Như Chưa Từng. Dạ, bài Handmade thì là Như Chưa Từng sẽ thì là cái bài này kiểu như là khi mà mình không có cần phải vật chất quá nhiều, mình có thể mình làm ví dụ sinh nhật bạn về, giống như sinh nhật của bạn con trong năm ngoái thì con đã tự tay đan một cái giỏ hoa để tặng cho bạn. Nhưng mình cũng không có tế tiền là bao nhiêu, nhưng mà mình bỏ nhiều cái công sức và mình trân trọng, mình đem những mình tặng cho bạn thì nó cũng đã rất là lớn rồi. Rất là dễ thương. Còn với Mặt Trời Hoa Hồng nè, cái bài này con có thể nói là một cái bài nặng đôn nhất trong cái album được của con. Vì sao? Con rất là sợ cái bài này. Là ngày xưa áp lực của quan trọng báo thi của ngôi nhà hoa hồng quá nổi tiếng, nên con sợ Mặt Trời Hoa Hồng có nổi tiếng không? Dạ không, tại vì cái bài này chú nó rất là khó đi với con. Cái giai điệu nó bị sao em con? Nó vừa cao mà nó vừa thấp đó chứ. Cái quảng khá rộng đúng không nè? Dạ. Đó, bởi vì đòi hỏi phải có sự có mặt của cô Tương Lưu Trung Hương. Dạ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa về những nội dung và thông điệp qua những bài hát. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẵn sàng với khoảng chừng gần 15 phút nữa, đúng 20 giờ thì album với 8 bài hát của album Gala Vũ 16 và MV Make Up Plan sẽ được chính thức trình chiếu và phát hành trên các nền tảng nhạc số như là Apple Music, Zing MP3 cũng như là những trang mạng khác như Spotify. Xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe, ủng hộ và chia sẻ cùng với Gala Vũ.